Pha nói chuyện nước đôi của huấn luyện viên Park Hang-seo trong vụ có thể đến Thái Lan dẫn dắt bóng đá nước này. Thưa quý vị, gần đây xuất hiện thông tin về việc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trì phùng địch thủ của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Nói về vấn đề này trong cuộc trao đổi với trang thể thao Thái Lan Vancouver, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận chưa nhận được đề nghị nào từ đội tuyển Thái Lan, nhưng cũng không từ chối nếu có cơ hội. Cụ thể, huấn luyện viên Park nói, nếu có bất kỳ đề nghị nào hãy gửi cho người đại diện của tôi sẵn sàng xem xét, nhưng phải được người đại diện của tôi chấp nhận trước khi chuyển cho tôi. Theo đó, người đại diện của ông Park là Lee Jong-jun cũng cho biết thêm, nếu đội tuyển Thái Lan có đề nghị thì huấn luyện viên Park luôn cởi mở, nhưng họ phải là bên ngỏ lời trước. Bên cạnh đó, đôi bên phải thống nhất được triết lý và tầm nhìn.